buổi phát thanh tối thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làm số âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 30 mai trên làn sóng ngắn 31 mét từ 6:30 đến 7:30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.